Chạy em sao được? Lái xe container ủi vào xe cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Người dân rượt đuổi như phim hành động. Đứng lại đây, xuống xe. Ngày 28 tháng 12, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1983, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, lái xe container về hành vi chống người thi hành công vụ và đi vào đường cấm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Tú đang điều khiển xe container trên đường 351 hướng từ cầu Rế, cầu Đen, xã Đặng Cương thì bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện An Dương ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra vì đi vào đường cấm. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Tú không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác cảnh sát giao thông đã đuổi theo đến đoạn chợ Minh Kha, địa phận xã Đồng Thái, An Dương thì chặn được đầu xe nhưng Nguyễn Văn Tú vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào đuôi xe cảnh sát giao thông. Sau đó Nguyễn Văn Tú xuống xe bỏ chạy thì bị tổ công tác cảnh sát giao thông kết hợp với người dân đuổi theo và bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tú để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.